Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một khu vui chơi để tìm hiểu xem các bạn nhỏ của chúng ta vào ngày cuối tuần sẽ làm gì em ha. Đầu tiên chị nóng rủ các em đến khu vực chơi những trò chơi xe. Ở đây chúng ta có rất là nhiều đường băng ha, để chúng ta có thể để cho những chiếc xe nhỏ mặc sức lượn qua lượn lại, vòng tới vòng lui ha. Bạn nhỏ của chúng ta rất là mê chơi trò chơi này đúng không các em? Vì nó rất là vui, nhìn chiếc xe lộn vòng nhìn rất là thú vị ha. Bây giờ chị Nấm sẽ nhìn thử xem coi chúng ta ngoài cái cầu tuột vòng này chúng ta còn gì khác nữa không ha. Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ, cả nam lẫn nữ, đang nghiên cứu mày mò làm sao để chơi thật là thú vị những trò chơi ở đây. Các em ơi, các em nếu có điều kiện thì hãy đến đây vui thử với các bạn nha. Các bạn nhỏ này không dám cho lên đường băng hay sao ấy, bạn ấy không cho xe lộn vòng hay sao ấy. Đây là một cái mô hình lớn để tưởng tượng những chiếc xe của chúng ta sẽ lộn ngược vòng bay hết tốc độ như thế nào. Một cảm giác bay hết tốc độ thiệt sự là rất là vui. Mấy bạn nhỏ của chúng ta thì chơi rất là nhẹ nhàng ha, chỉ cho đi những cái đường nhẹ thôi. Còn các bạn nam thì có vẻ tinh nghịch hơn. Wow, vừa mới nói xong ha. Đây là khu búp bê. Ở khu búp bê này chúng ta tha hồ được ngắm những nàng Barbie xinh đẹp. Đằng kia có một bạn nhỏ đang chơi trò chơi Barbie. Wow, xe của Barbie nè, tủ đồ của Barbie. Wow, sao bạn nhỏ lại quăng Barbie nằm lung tung thế kia? Đây là khu vực chúng ta xem ngôi nhà của Barbie. Bạn nhỏ này chui vào chơi. Bạn nhỏ này té ra là đi kiếm quần áo cho Barbie thay. Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ nhớ là thay nhẹ nhàng thôi, thay giống như chị Nấm thay các lần trước cho các bạn xem đó. Quần áo ở đây các chị ấy phải đi sắp xếp cho chúng ta, cho nên khi mà mình chơi mình nhớ để ngăn nắp nha. Các bé chơi rất là ngoan, nhưng mà đôi khi mình ham chơi quá chúng ta vứt lung tung khiến cho những chị ở đây khi giúp đỡ chúng ta chơi đồ chơi rất là vất vả. Tội nghiệp mấy chị lớn lắm á mấy em à. Các em thấy không, ngôi nhà Barbie nè, rồi nơi để cho Barbie tắm rửa, thay đồ ha, có xe để cho Barbie đi chơi, hồ bơi của Barbie, một tủ đồ của Barbie, thật là thú vị. Chị Nấm quan sát mấy bạn chơi thôi mà đã rất là thích thú rồi. Wow, một bạn nhỏ đang cố sức để mang một đôi giày cho Barbie. Bạn nhỏ bắt đầu sau khi trang trí cho Barbie xong, bạn nhỏ này mới nhìn quanh nhìn quớt xem coi mình sẽ chơi tiếp như thế nào với Barbie đây. Bạn cho túi xách vào ha. Bên đây, bên tay phải chúng ta là một cái khu vui chơi. Và khu này là để chúng ta có thể thỏa sức làm những thứ vật dụng mà chúng ta không ngờ đến. Ví dụ như xà phòng đó mấy em. Chị nắm vào đây chơi rồi. Lần này chị muốn quan sát các bé chơi như thế nào thôi. Khi bước vào đây các em phải mặc áo blues trắng. Nếu như không mặc áo blues trắng thì không thể làm thí nghiệm được đâu. Đây là cái lò nướng nè, để nhanh chóng nướng được những lò xà phòng của chúng ta. Mấy chị sẽ giúp cho chúng ta nướng xà phòng trên những cái dĩa này ha. Những dĩa này cũng có thể giúp chúng ta cân đồ luôn đó mấy em. Hồi nãy chúng ta có thấy cái khay đồ không? Những khay đó để chế biến màu nè, mùi thơm nè ha, để thanh xà phòng của chúng ta thật trở nên đặc biệt và chỉ có chúng ta có mà thôi. Rồi, nào kính hiển vi, nào lọ, nào là bình nhiệt kế. Thật là thú vị với những bạn nhỏ đam mê khoa học. Bên trong căn phòng này còn có chú cả chú voi ma mút. Một biểu tượng của thời tiền sử đó mấy em. Thật ra tại sao gọi là voi ma mút? Vì cái lông của nó rất là dài và cái vòi của nó, cái ngai của nó rất là dài. Còn đây là chú cá sấu.
thời tiền sử. Đặc điểm của số cá sấu này là gai của nó rất là nguy hiểm và kích thước của nó rất là to. Đây là chú chó sói ha, chú chó sói thời tiền sử đó. Rồi, còn đây là mẫu tự của ADN. Chúng ta khám phá khu vực này như thế là cũng tương đối được rồi, phải không em? Vậy chúng ta lướt mắt thêm một vòng nữa xem coi có gì đặc biệt không. À, ở đằng đây có cả mắt kính để cho tụi em đeo vào mỗi khi các em tham gia ha. Rồi, đây chính là khu Lego. Khu Lego này ba mẹ mình sẽ vào chơi với mình. Chị thấy hầu hết các ba các mẹ đều rất là say sưa cùng nhau chơi với các em. À, có nhiều bạn nhỏ còn chui cả vào ngôi nhà Lego để sắp xếp một mình trong đó. À, chúng ta có khá nhiều bí mật muốn thực hiện nhưng mà bị mẹ chúng ta phát hiện và quay phim lại, hoặc là chụp hình lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của mình. Rồi bây giờ chúng ta thậm chí có thể xây cả được một lâu đài, giống như bạn nhỏ áo màu cam kia đang đứng phía bên trong. Bạn ấy đang muốn xem coi mình phải xếp thêm một tầng nào nữa, xếp như thế nào nữa. Bạn nhỏ này có vẻ đầm thắm hơn. Bạn ấy chơi ở một góc nhỏ với mẹ của mình. Đầu tiên chắc bạn nhỏ này chọn màu trước, rồi sau đó sẽ cùng với mẹ xếp thành hình ảnh sau. Các bạn nhỏ khác thì đang làm bánh pizza. Một bạn nam cũng đang xây cho mình một căn nhà với cái bức tường nhỏ nhỏ nằm phía bên dưới. Các bạn nhỏ của chúng ta ơi, chúng ta chơi thì chơi nhưng mà quăng vứt lung tung như thế này thì rất có thể những bạn khác trong lúc chạy vội vàng có thể bị té đó. Chúng ta khi xây dựng nhớ là phải kết hợp với nhau nha. Nhớ nhường nhịn nhau nha, chứ đừng có giành đồ chơi của nhau. Những em nhỏ hơn sẽ buồn lắm. Hoặc là những bạn nào có thú vui là chơi tranh cát, hoặc là chơi với cát, các bạn có thể tìm đến khu vực này. Nhưng lưu ý, các bạn không nên ném cát nha. Các bạn nhớ chia sẻ với các bạn về đồ chơi nè. Chơi xong chúng ta phải rửa sạch sẽ nha. Vì cát này á, tuy là cát sạch, tuy là sạch, nhưng tự tưởng tượng xem, dầu gì đi nữa, nếu nó rơi vào mắt thì sẽ như thế nào? Không tốt đâu đúng không em? Chúng ta sẽ đau mắt nè, sẽ khóc nè, rồi sẽ phải làm bằng mọi cách để cát phải ra khỏi mắt của mình. Ở đây chúng ta xúc cát bỏ vào khuôn, tưởng tượng giống như là chúng ta đem nước bỏ vào chậu vậy đó. Chị khuyến khích các bé là nên chơi những trò chơi vận động như thế này, nó sẽ tăng cường sức khỏe cho các bé. Nhưng mà mình vẫn phải giữ vệ sinh nha mấy em. Các em thấy đó, hai bạn nhỏ đằng kia chơi có vẻ như rất là vui vẻ, mạnh ai nấy chơi, không cần phải giành giật đồ chơi ha. Các bé ở đây rất ngoan. Chị từng thấy nhiều bé giành đồ chơi với nhau khóc lên khóc xuống. Như vậy thì không hay tí nào. Rồi, có một cô chị đang khuyến khích em mình chơi nhiều trò chơi hơn. Có một bạn đang đu xích đu với mẹ của mình. Một bạn thì đu xích đu rất là tự tin. Bố các bạn và mẹ các bạn cùng chơi với các bạn. Thậm chí là các bạn còn được ba mẹ chăm sóc ăn nè, uống nè, ngay tại khu vui chơi. Tuy nhiên, chị nhắn khuyên các bạn rằng mình không có nên đem đồ ăn thức uống vào. Wow, đây là khu vực sân khấu. Khu vực này các bạn sẽ được xem phim Doraemon, hoặc là phim Mèo và Chuột, Tom and Jerry. Khu vực này ba mẹ của chúng ta cũng có thể ngồi chung với chúng ta cũng có thể tham gia. Chúng ta có thể tham gia thêm nhiều trò chơi nữa đó mấy em. Nhưng mà có lẽ chị nắm giới thiệu tới đây thôi là đủ rồi. Để cho tụi em có thời gian nghiên cứu, để em có thời gian tìm hiểu thêm nhiều, thật nhiều khu vui chơi khác. Lần sau nếu chị nắm có đi khu vui chơi nào có cái gì lạ lạ, chị nắm sẽ quay lại chia sẻ với các em về cách chơi, cách ứng xử, cũng như là làm sao thật vui ở những khu vui chơi này mấy em nhé. Rồi, tạm biệt mấy em. Hẹn gặp lại mấy em trong một dịp khác nha.